Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bác, cô chú, anh chị. Chúc các bác, cô chú, anh chị bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bác, cô chú, anh chị đón xem tử vi 12 con giáp ngày mùng 4 tháng 7 năm 2021 chi tiết chính xác nhất cho từng tuổi. Tử vi tuổi Tý. Tử vi hàng ngày cho thấy, dưới sự nâng đỡ của tam hợp, người tuổi Tý hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với sự sáng tạo và thông minh của mình, bản mệnh có thể nghĩ ra nhiều phương pháp mới để giải quyết công việc và tạo ấn tượng tốt đẹp với người khác. Thử thách trước mắt cũng chính là cơ hội thăng tiến của bạn, vì vậy đừng chần chừ, do dự mà hãy nhanh chóng nắm bắt. Bên cạnh đó, quý nhân cũng sẽ xuất hiện phù trợ khiến mọi việc càng trở nên dễ dàng và trôi chảy hơn. Tuy nhiên, thổ khắc thủy nhắc nhở bản mệnh rằng trong gia đình bạn đang tồn tại một vài mâu thuẫn hoặc lớn hoặc nhỏ nhưng đều không thể bỏ qua. Hai người cần nói chuyện rõ ràng với nhau, không nên giấu trong lòng tạo thành khúc mắc. Tử vi tuổi Giáp Tý, thuộc mệnh kim. Công việc đang tiến hành hoặc có dự tính gì sẽ có sự kiện khác làm cho thay đổi. Thời cơ chưa đến, không nên tiến hành hoặc xuất đầu lộ diện. Có khách hoặc có bạn mới đề nghị công việc mới. Chỉ nên ghi nhận ý kiến không nên quyết định. Tình cảm tốt. Tử vi tuổi Bính Tý, thuộc mệnh thủy. Ngày thuận lợi cho tiệc tùng, đình đám, hội họp, sửa chữa, tu bổ, mua sắm. Công việc, tình cảm đi vào giai đoạn mới. Hao tốn tiền bạc về giao thiệp, tiệc tùng, hoặc có nhiều sự thay đổi, nhận được công việc, tin tức mới, nhưng không nên hấp tấp phải có sự khéo léo. Gặp được quý nhân hoặc bè bạn, có tin buồn. Tử vi tuổi Mậu Tý, thuộc mệnh hỏa. Chuyện tiền bạc là việc rất hệ trọng, hãy đắn đo suy nghĩ trước khi tiến hành. Ngày có sự tu bổ, sửa chữa, trang trí đồ đạc, vật dụng. Sự chờ đợi bè bạn, thân nhân, hoặc tin tức còn chậm vì có trở ngại ở xa. Nếu là công việc thì có nhiều đổi thay khiến cho những dự tính của mình không phù hợp, phải bỏ dở, phá ngang. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn định kỳ cho mọi công việc. Tử vi tuổi Canh Tý, thuộc mệnh thổ. Trong công việc cần phải có sự khéo léo nếu không sẽ khó thành công. Dù gặp tin xấu cũng không nên nản chí, hãy tìm phương cách giải quyết. Chuyện thay đổi về công danh, nhà cửa nên tìm quý nhân cho biết ý kiến. Tài lộc tuy có chút ít nhưng không nên tiến tới, nên an phận và có tin tức tốt nhưng chậm. Có quý nhân nâng đỡ mình trong công việc, tiền bạc. Tử vi tuổi Nhâm Tý, thuộc mệnh mộc. Dù là công việc, tiền bạc hay là tình cảm cũng không nên nghĩ đến quyền lợi của mình mà bỏ quên những người khác, phải biết chia sẻ, hao tốn. Có tin tức hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Tài lộc tốt, ngày có sự đáo hạn, đến hẹn cho mọi công việc từ công danh cho đến tình cảm. Tử vi tuổi Sửu. Tỷ kiên báo hiệu một ngày đầy bất ổn đối với người tuổi Sửu. Có thể bạn sẽ phải đối diện với những phi vụ tranh quyền đoạt lợi giữa anh em, bạn bè hoặc đồng nghiệp, điều này ảnh hưởng tới tâm trạng của bạn không nhiều thì ít. Những lúc đứng giữa tranh chấp như thế này, điều bạn cần làm là giữ vững chính kiến của mình, không bị những lời nói ngả nói nghiêng tác động. Hãy đủ vững vàng để phân biệt được đâu là đúng và đâu là sai. Thổ khắc mộc, con giáp này cần phải dành thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình. Đừng cho rằng mình đã quá thấu hiểu mọi việc mà đưa ra những quyết định độc đoán, không quan tâm đến cảm xúc của người ta. Tử vi tuổi Ất Sửu, thuộc mệnh kim. Ngày tuổi của bổn mạng, mọi việc đều phải có sự khéo léo nhu nhuyễn, luồn lách tốt hơn là ra mặt, và tiến chậm rãi thì mới có kết quả. Nên tự tin vào mình, không nên nghe ý kiến của người khác. Nhưng đây không phải là ngày mưu cầu những việc lớn lao. Nếu có thể được nên rời vào một ngày khác. Tài lộc chậm nhưng vẫn có quý nhân giúp đỡ hoặc có lộc nhỏ. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thuộc mệnh thủy. Ngày tuổi của bổn mạng, mọi việc đều phải có sự kiên nhẫn, không nên nóng nảy khi gặp trắc trở, chậm chạp, nhưng sau đó sẽ có sự thuận lợi hoặc gặp được quý nhân, cơ hội. Ngày có thân nhân, bè bạn đến hoặc có tin tức âu lo về công ăn, việc làm, tình cảm, sức khỏe của họ. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, thuộc mệnh hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng. Tránh mọi sự việc của người khác, không nên nhúng tay vào. Ngày có thân nhân, bè bạn đến hoặc có tin tức âu lo về công ăn, việc làm, tình cảm, sức khỏe của họ.
mọi việc đều phải có sự kiên nhẫn, không nên nóng nảy khi gặp trắc trở, chậm chạp, nhưng sau đó sẽ có sự thuận lợi hoặc gặp được quý nhân, cơ hội. Tử vi tuổi Tân Sửu, thuộc mệnh thổ. Ngày tuổi của bổn mạng. Tất cả mọi chuyện về việc làm, công danh, tình cảm nên có sự giới hạn và chậm rãi. Hấp tấp hoặc kéo dài sẽ có sự rắc rối hoặc bị đảo lộn, sai sót. Nên thận trọng khi nghe ý kiến của những người khác, có người đến đem tin buồn hoặc tin tức mong cầu chưa đến. Tử vi tuổi Quý Sửu, thuộc mệnh mộc. Ngày tuổi của bổn mạng, có sự tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp, mua sắm, hoặc có tiệc tùng, dự tiệc. Trừ cũ lập mới, có tin xa, hoặc có tin về sự thuyên chuyển nhà cửa, văn phòng, công ăn việc làm. Sức khỏe không tốt, có chuyện buồn, có sự hoàn trả nợ nần, hoặc phải giải quyết các việc đã có sự hẹn trước. Có cuộc đi ngắn gặp mặt, hội họp gặp gỡ, tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Dần. Chính quan chiếu mệnh, báo hiệu một ngày nhiều may mắn đến với người tuổi Dần. Bạn có thể đạt được những bước tiến vững chắc trong sự nghiệp, nhất là với những ai theo đuổi con đường công danh. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, có đầu có đũa, bạn nhận được sự tin tưởng của nhiều người, từ lãnh đạo cho tới đồng nghiệp xung quanh. Đây là bàn đáp để bạn có thể tiến những bước xa hơn nữa trong tương lai. Xem ngày tốt xấu, hôm nay là ngày không thích hợp để thực hiện các công to việc lớn. Vì vậy, nếu có ý định làm việc lớn gì, bản mệnh tốt nhất nên tạm thời lùi lại và chọn một ngày khác thích hợp hơn. Tử vi tuổi Giáp Dần, thuộc mệnh Thủy. Dù có điều lợi cũng phải có sự phân chia san sẻ, hoặc có tài lộc cũng phải hao tốn cho các việc đã đến hạn kỳ, tu bổ, sửa chữa các nhu cầu cần thiết về nhà cửa, đồ đạc, xe cộ, máy móc, đám tiệc, khách khứa. Có khách hoặc bè bạn đến, hao tốn cũng có, lợi lộc cũng có. Có tin tức tốt, trong đó có người nhờ mình làm giúp một công việc. Không nên ra mặt hoặc công bố, chỉ nên âm thầm tiến hành mới có kết quả. Tử vi tuổi Bính Dần, thuộc mệnh Hỏa. Không nên vội vã tiến hành hoặc hấp tấp quyết định, mọi việc chưa có sự ngã ngũ rõ ràng, nên chờ đợi. Nếu công việc tạm thời có sự kết thúc hoặc toan tính bắt tay vào công việc mới, cũng nên xem xét lại những gì còn thiếu sót để tu bổ, chỉnh đốn hoặc mua sắm thêm. Tài lộc dễ hao, sức khỏe không tốt, có quý nhân giúp đỡ. Ngày có sự đáo hạn, hẹn ước. Tử vi tuổi Mậu Dần, thuộc mệnh Thổ. Mọi việc nên từ từ giải quyết, tiến nhanh có hại, dù rằng vẫn biết sự việc đang thay đổi, biến động. Nên chú trọng công việc hiện tại, tài lộc dễ hao, hoặc có mà chưa đến phải chi phí trước. Đề phòng tiểu nhân, hoặc có sự bất đồng ý kiến trong gia đạo, công sở. Nên giới hạn sự giao thiệp, gặp gỡ, đi lại. Tử vi tuổi Canh Dần, thuộc mệnh Mộc. Gia đạo có hỷ sự, có đông người đến, hoặc có nhiều tin tức của thân nhân, đồng sự, hoặc có sự tu bổ, sửa sang, dọn dẹp, chỉnh đốn công việc, văn phòng. Trước khi quyết định hoặc mưu cầu việc gì cần có sự giao thiệp tốt đẹp về tình cảm, ngoại giao rộng mới có thể thành công. Nên nặng về hình thức quảng cáo, có tài lộc nhưng hao tán về mặt quà tặng, giao dịch, chia chác, tiệc tùng. Tử vi tuổi Nhâm Dần, thuộc mệnh Kim. Nếu có sự hoàn tất, kết thúc thì phải nên xem xét lại. Việc gì cũng không nên hấp tấp, vội vàng dù đã có toan tính, sắp xếp, e có sự thiếu sót, hoặc nhận tin cần phải làm công việc mới. Ngày có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân hoặc có tin của họ. Mọi việc nên từ từ giải quyết, tiến nhanh có hại. Tài lộc dễ hao, hoặc có mà chưa đến phải chi phí trước. Có quý nhân giúp đỡ, có tin buồn, sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Mão. Mộc khắc thổ, mối quan hệ giữa người tuổi Mão và con cái đang ngày càng trở nên xa cách. Bạn có thể sẽ cảm thấy không hài lòng vì con cái không đạt được mục tiêu mà mình đặt ra. Tuy nhiên, bạn cũng không nên mang đến cho con cái quá nhiều áp lực như vậy. Bên cạnh đó, bạn và người ấy cũng có thể tranh cãi vì những quan điểm không thống nhất. Nếu cứ cứng nhắc, một mực giữ ý kiến của mình thì mâu thuẫn chẳng thể giải quyết, bạn cần phải mở lòng và sẵn sàng lắng nghe những điều người ấy nói. Thiên quan cho thấy sự nghiệp của bạn cũng chẳng mấy thuận lợi trong ngày hôm nay. Hãy tránh xa những kẻ chủ động tiếp cận hoặc thường xuyên nịnh bợ mình. Đó có thể là kẻ tiểu nhân đang tìm cơ hội để hạ bệ bạn.
Tử vi tuổi Ất Mão, thuộc mệnh Thủy. Mọi quan hệ về tình cảm giao ước đều không tốt, người đến với mình chỉ mong nhờ sự giúp đỡ hoặc đưa mình vào tình thế khó xử sự. Ngày hoàn toàn không có lợi cho mọi việc, sức khỏe không tốt. Nên ngồi yên, nếu hành động hoặc tiến hành công việc thì phải nhờ đến người khác đại diện cho mình may ra mới có kết quả. Tử vi tuổi Đinh Mão, thuộc mệnh Hỏa. Ngày có nhiều việc phải lo âu giải quyết nhưng vẫn khó lòng hoàn thành. Cần phải có sự khéo léo, luồn lách mới có thể tạm ổn, không nên có sự đương đầu thái quá không tốt. Ngày có đủ mọi sự việc hoặc tin tức đến mà cũng không giải quyết được gì. Có tin buồn, nên nhẫn nại, cẩn trọng về sức khỏe. Tài lộc dễ hao. Tử vi tuổi Kỷ Mão, thuộc mệnh Thổ. Sự việc xảy ra dù là chuyện buồn cũng không có ảnh hưởng xấu đến mình. Nên giúp đỡ người khác sẽ có lợi cho tương lai. Mọi việc di chuyển, đi xa đều không nên. Có lộc nhỏ, hoặc chuyện vui. Có tin buồn về sức khỏe, công danh, tình cảm của người thân. Có sự tốn kém về giao thiệp, sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Tân Mão, thuộc mệnh Mộc. Ngày có sự tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp, mua sắm, hoặc có tiệc tùng, dự tiệc. Trừ cũ lập mới, có tin xa, hoặc có tin về sự thuyên chuyển nhà cửa, văn phòng. Công ăn việc làm, sức khỏe có liên quan đến mình, thân nhân, bè bạn. Có sự hoàn trả nợ nần, hoặc phải giải quyết các việc đã có sự hẹn trước. Có cuộc đi ngắn gặp mặt, hội họp gặp gỡ, tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Quý Mão, thuộc mệnh Kim. Ngày có sự hư hại về đồ đạc cần phải tu bổ, sửa chữa. Sức khỏe không tốt, có sự chờ đợi lâu lắc, hoặc có tin không tốt về sức khỏe, đi lại, di chuyển của người mình mong cầu gặp gỡ. Nên giúp đỡ người khác sẽ có lợi cho tương lai. Mọi việc di chuyển, đi xa đều không nên. Có tin buồn về sức khỏe, công danh, tình cảm của người thân. Có lộc nhỏ, hoặc chuyện vui, hao tài về giao thiệp. Tử vi tuổi Thìn. Do chịu ảnh hưởng của cục diện tương phá, người tuổi Thìn dễ gặp phải kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay, gây chuyện thị phi khiến người khác nghĩ sai về bạn. Tuy nhiên, dù có rơi vào tình huống xấu nhất cũng hãy giữ bình tĩnh hết sức để tìm cách giải quyết. Đặc biệt, trong ngày hôm nay, bạn chớ nên nóng nảy, nói năng thiếu cẩn trọng dù trong tình huống hoặc với đối tượng giao tiếp nào đi chăng nữa. Hãy cứ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình, rồi mọi người sẽ nhận rõ trắng đen. Thủy khắc thổ cho thấy những người còn độc thân đang có xu hướng khép mình lại và ngại giao tiếp với mọi người. Bạn cảm thấy mình chưa sẵn sàng cho những mối quan hệ tình cảm mới vì vẫn còn vương vấn với bóng hình quá khứ. Tử vi tuổi Giáp Thìn, thuộc mệnh Hỏa. Cần lưu ý những việc làm, giấy tờ ở quá khứ có điều sơ sót, ảnh hưởng đến công việc hiện tại. Nếu thấy có điểm gì nghi ngờ nên tìm hiểu lại. Không nên phát triển thêm hoặc đầu tư, tiến hành mọi chuyện, không có lợi. Tài lộc còn chậm chạp, nếu có cũng vào nhanh ra nhanh, để phòng tiểu nhân chơi xấu. Tử vi tuổi Bính Thìn, thuộc mệnh Thổ. Có người đến nhờ vả mình hoặc nhờ góp ý kiến, và chính mình cũng nên gặp quý nhân để nhờ giúp cho công việc cần thiết. Mọi việc cần phải có sự khéo léo, uyển chuyển mới có kết quả. Tuy nhiên không nên để tình cảm xen lẫn vào công việc quá nhiều. Không nên hấp tấp, cần phải biết chờ đợi. Tài lộc dễ hao. Tử vi tuổi Mậu Thìn. Thuộc mệnh Mộc. Khi bắt tay vào công việc gì đề phòng có sự cháo trở hoặc sự việc xảy ra không được đúng như ý muốn. Mọi việc đều phải có nhu nhuyễn khéo léo mới có kết quả. Làm gì cũng nên giữ lấy uy tín. Tuy nhiên hãy suy nghĩ kỹ, nhận thêm một việc tức là nặng thêm một việc. Nên thanh toán những việc đã đến hạn kỳ. Tử vi tuổi Canh Thìn, thuộc mệnh Kim. Làm việc gì cũng không nên để mình bị kẹt, vướng víu ngay cả những chuyện không có lợi. Nên hòa thuận. Tùy vào hoàn cảnh xảy ra như thế nào thì làm như thế ấy. Có lộc nhỏ, hoặc được lộc ăn, quà tặng, nên quay trở về nơi chốn cũ hoặc chỉ nên ngồi yên. Có tin tức của bè bạn, người thân, ngày tốt cho việc tổng kết, thu dọn, chấm dứt cho một công đoạn làm ăn, đi xa. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, thuộc mệnh Thủy. Chớ nên vội vã kết luận khi nhận được tin hoặc có sự lo âu. Nếu có người đề nghị về hợp tác, hoặc chia tay, giải thể thì cũng không nên vì những tiểu tiết nhỏ nhặt làm mất hòa khí. Nên thanh toán những việc đã đến hạn kỳ. Khi bắt tay vào công việc gì đề phòng có sự cháo trở hoặc sự việc xảy ra không được đúng như ý muốn. Không nên vì chuyện tình cảm mà có sự thiệt hại.
tử vi tuổi Tỵ. Vận trình có chính ấn chiếu mệnh, cho thấy người tuổi Tỵ có cơ hội thăng tiến tốt nếu làm trong các lĩnh vực liên quan đến công danh sự nghiệp. Bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và dễ nhận được sự tin tưởng của những người làm lãnh đạo. Vì vậy, bạn hãy nhanh chóng chớp lấy cơ hội trước mắt. Dù có thể bạn đã hài lòng với thực tại và không muốn nhận những trọng trách lớn lao, nhưng bạn cũng không nên để kẻ khác nẫng tay trên những điều vốn thuộc về mình. Hỏa sinh thổ, người tuổi này có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình. Đôi bên thường hay tâm sự với nhau những việc xảy ra hàng ngày, nhờ thế cả hai càng lúc càng trở nên thấu hiểu và thông cảm cho nhau hơn. Tử vi tuổi Ất Tỵ, thuộc mệnh hỏa. Tính toán nhiều quá thì dễ sai lầm, hoặc hấp tấp trong công việc thì gặp nhiều rủi ro, lỡ bước. Không nên để hoàn cảnh gây áp lực đối với mình. Ngày không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện sẽ gặp rắc rối. Sức khỏe không tốt, có tin buồn, chỉ thuận lợi cho việc chỉnh đốn, tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Có quý nhân giúp đỡ, tài lộc không tốt. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, thuộc mệnh thổ. Nên cẩn trọng trong mọi việc, ngày có nhiều sự trắc trở, khó khăn, cần phải có sự khéo léo, nhẹ nhàng mới có thể vượt qua. Tin tức đều không tốt hoặc sự việc xảy ra ngoài ý muốn. Sức khỏe không tốt. Nếu không có gì cần thiết thì nên nghỉ ngơi hoặc chỉ lo tu bổ chỉnh đốn những công việc cũ. Chuyện vui chơi, tình cảm không nên kéo dài gặp điều bất lợi và hao tốn. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, thuộc mệnh mộc. Đề phòng có sự phản phúc, hoặc sự việc xảy ra sẽ không dễ dàng như mình tính toán. Nên cẩn trọng trong mọi việc, dễ gặp sự trách oán, phiền lòng. Ngày có nhiều sự trắc trở, khó khăn, hoặc phải làm việc vất vả mới có kết quả. Sức khỏe không tốt. Nên có sự nghỉ ngơi, có tin buồn, chuyện vui chơi, tình cảm không nên kéo dài gặp điều bất lợi và hao tốn. Tử vi tuổi Tân Tỵ, thuộc mệnh kim. Không nên tranh cãi và cũng không nên nghe lời người khác. Sự việc hay có sự thay đổi bất ngờ, có nhiều tin tức đến dồn dập khiến phải âu lo về bổn mạng, sức khỏe, công danh của mình về người thân. Không nên tính toán mưu cầu tiền bạc sẽ không có kết quả. Nếu có người mưu tính hùn hạp cũng là điều không nên e có sự lợi dụng hoặc mích lòng. Có tin buồn, tâm tình bất an, hao tài về mua sắm, tu bổ, sửa chữa. Tử vi tuổi Quý Tỵ, thuộc mệnh thủy. Ngày có sự tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp, mua sắm, hoặc có tiệc tùng, dự tiệc. Trừ cũ lập mới, có tin xa, hoặc có tin về sự thuyên chuyển nhà cửa, văn phòng, công ăn việc làm, sức khỏe có liên quan đến mình, thân nhân, bè bạn. Có sự hoàn trả nợ nần, hoặc phải giải quyết các việc đã có sự hẹn trước. Có cuộc đi ngắn gặp mặt, hội họp gặp gỡ, tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Ngọ. Xem tử vi chỉ ra rằng, người tuổi Ngọ vốn tài giỏi và nhanh trí. Nhưng dưới tác động của cục diện tương hại, bản mệnh dễ đánh mất sự điềm tĩnh hàng ngày. Bạn sẵn sàng tranh cãi hoặc gây gổ với mọi người vì bất cứ nguyên nhân dù lớn hay nhỏ. Bản mệnh cũng dễ dàng mất kiên nhẫn và quyết định gác lại những công việc khó khăn, cần sự tỉ mỉ và khéo léo. Bạn cần phải tìm cách tự tạo động lực cho mình, bởi nếu cứ bỏ dở công việc giữa chừng như vậy thì càng lúc bạn sẽ càng ngại bắt tay vào làm. Hỏa sinh thổ. Bạn luôn dành sự quan tâm và tôn trọng đến những thành viên lớn tuổi trong gia đình mình. Nếu gặp khúc mắc nào trong cuộc sống, bạn thường xuyên trao đổi và xin ý kiến của mọi người. Chính vì vậy, quý nhân trong ngày hôm nay rất có thể sẽ là họ hàng của bạn đấy. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, thuộc mệnh kim. Đề phòng trộm cắp, mắc lừa, bội ước, hoặc có người khác nhúng tay xen vào chuyện của mình. Ngày có nhiều phiền muộn bất mãn, nhưng vẫn có người hiểu mình. Chia ngọt sẻ bùi, tài lộc không tốt. Chỉ nên làm việc bình thường. Buôn ba nhiều cũng không có lợi gì. Nên kiên nhẫn chờ thời. Tử vi tuổi Bính Ngọ, thuộc mệnh thủy. Cuộc hẹn ước sẽ không thành hoặc có sự rời hẹn, chậm trễ, không được như ý muốn. Không nên tin chắc vào sự tính toán, dự tính của mình vì rất dễ có những sự kiện hoặc tin tức mới gây sự cản trở, bỏ dở nhưng vẫn không phải là xấu. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin của họ. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, thuộc mệnh hỏa. Ngày có sự tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp, mua sắm, hoặc có tiệc tùng, dự tiệc. Trừ cũ lập mới, có tin xa, hoặc có tin về sự thuyên chuyển nhà cửa, văn phòng, công ăn việc làm, sức khỏe có liên quan đến mình, thân nhân, bè bạn.
có sự hoàn trả nợ nần, hoặc phải giải quyết các việc đã có sự hẹn trước. Có cuộc đi ngắn gặp mặt, hội họp gặp gỡ, tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thuộc mệnh Thổ. Mọi việc chỉ là ngắn ngủi, cho nên tiến hành công việc gì thì nên làm cho nhanh. Không nên đính ước, hứa hẹn nhanh chóng dễ có sự thiệt thòi, lỡ bổ. Nên đi xa, hoặc đi gặp người đã có sự ước hẹn tốt hơn là ngồi chờ. Nên bình tĩnh nếu có mọi áp lực, trở ngại, phê bình, gièm pha, tranh cãi, thư kiện, có tiểu nhân, bất hòa về ý kiến. Có sự gặp gỡ hoặc có tin tức của thân nhân, bè bạn. Có cuộc vui. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, thuộc mệnh Mộc. Nên cẩn thận ngay từ đầu, và làm việc gì cũng nên nhanh chóng vì còn nhiều việc ở phía sau. Chuyện vui chơi, tình cảm, giao thiệp nên dè dặt, không nên đi quá xa. Nên khiêm tốn nếu mình có sự thành công hoặc có lợi. Việc đi lại, di chuyển không đúng theo ý muốn, có sự thay đổi ở dọc đường. Có khách đến. Tử vi tuổi Mùi. Vận trình ngày chủ nhật này, người tuổi Mùi trở nên quá mức tự tin thành ra chủ quan trong ngày phạm cục diện tương hình. Bản mệnh kiêu ngạo cho rằng mình có thể hiểu rõ và tự giải quyết mọi chuyện nên thường bỏ ngoài tai lời khuyên của bất cứ ai. Con giáp này cần đặc biệt chú ý đến cách ăn nói của mình, tránh làm mất lòng người đối diện, nhất là những ai có thiện ý với mình. Nếu là cấp trên và muốn góp ý cho người dưới, bản mệnh cũng nên dùng những từ ngữ uyển chuyển, tránh để người nghe tổn thương. Thổ vượng khuyên bạn chớ nên cố chấp với suy nghĩ của chính mình, bởi chưa chắc hướng suy nghĩ hiện tại của bạn đã là chính xác. Đôi khi bạn sẽ nhận thấy sự việc có hướng giải quyết đơn giản hơn nhiều nếu thay đổi góc độ quan sát vấn đề. Tử vi tuổi Ất Mùi, thuộc mệnh Kim. Ngày xung của bổn mạng, ngày có sự tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp, mua sắm, hoặc có tiệc tùng, dự tiệc. Trừ cũ lập mới, có tin xa, hoặc có tin về sự thuyên chuyển nhà cửa, văn phòng, công ăn việc làm, sức khỏe có liên quan đến mình, thân nhân, bè bạn. Có sự hoàn trả nợ nần, hoặc phải giải quyết các việc đã có sự hẹn trước. Có cuộc đi ngắn gặp mặt, hội họp gặp gỡ, tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thuộc mệnh Thủy. Ngày xung của bổn mạng. Không nên làm gì hấp tấp vội vàng dễ có sự trách oán và kết quả cũng không thành công. Ngày gặp nhiều khó khăn, trở lực, cực nhọc, buồn ba hoặc sức khỏe không tốt. Có tin buồn, cần phải hết sức khéo léo cho mọi việc. Hoặc có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng. Ngày dễ gặp chuyện bất lợi, bực mình. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, thuộc mệnh Hỏa. Ngày xung của bổn mạng. Nếu đang tiến hành công việc hoặc chờ đợi tin tức mình mong cầu, cũng không nên xem thường vì sự việc sẽ xảy ra không được như ý, có sự cản trở. Việc đi lại, di chuyển cũng nhọc nhằn. Dù là chuyện vui chơi hoặc tình cảm, giao thiệp cũng không nên đi quá xa. Có tin buồn, sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Tân Mùi, thuộc mệnh Thổ. Tất cả mọi việc nên cẩn trọng, vì sự việc xảy ra có nhiều sự đảo lộn, cháo trở hoặc thiếu sót. Gặp chuyện dài dà, phiền toái về giao thiệp, gặp gỡ. Sức khỏe không tốt, bất cứ việc gì đến đều có sự trắc trở trước mới có sự thuận lợi sau. Ngày chỉ thuận lợi cho việc sửa chữa, mua sắm, dọn dẹp. Có lộc ăn hoặc có quà nhỏ. Có tin buồn. Tử vi tuổi Quý Mùi, thuộc mệnh Mộc. Ngày xung của bổn mạng. Làm việc gì cũng có sự bận rộn, phiền nhiễu ngay lúc ban đầu. Đề phòng có sự hư hại, rủi ro hoặc kết quả đến chậm. Ngày có sự gặp gỡ, hò hẹn. Hãy tự mình quyết định lấy số phận của mình, dù sao chuyện làm ăn hay tình cảm cũng đã đến lúc phải thay đổi đi vào một đường hướng khác. Không nên giải bày, tính toán hoặc đi tìm. Nên chấp nhận sự việc hiện tại. Ngày có nhiều rắc rối, ưu phiền, cẩn trọng sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Thân. Thổ sinh Kim, người tuổi Thân rất vượng đào hoa. Dù đã lập gia đình hay vẫn còn độc thân, bản mệnh dễ dàng gây ấn tượng với người khác giới nhờ có cách nói chuyện hài hước và dễ mến. Nếu còn lẻ bóng thì đây là cơ hội tốt để mở rộng các mối quan hệ, biết đâu bạn sẽ tìm ra được người ấy. Tuy nhiên, với những người đã lập gia đình thì bạn nên chủ động giữ khoảng cách với người khác giới. Đừng để cảm giác thỏa mãn hư vinh nhất thời khiến mình lâm vào bước đường sa ngã, gây tổn thương cho tất cả mọi người xung quanh. Thương quan cho thấy bản mệnh sẽ gặp nhiều rắc rối hoặc biến động trong công việc vào ngày hôm nay.
Hãy chú ý khi giao tiếp với những người có quyền cao chức trọng, đừng ăn nói quá bỗ bã kẻo bạn sẽ vô ý làm phật lòng người khác. Tử vi tuổi Giáp Thân, thuộc mệnh Thủy. Ngày trung bình, có sự gặp gỡ bè bạn, hội họp, hẹn ước, hoặc có tin tốt. Có sự chi tiêu, hoặc đảm nhận công việc ngoài dự tính. Trong sự giao hảo nên có sự nhu thuận tránh mọi tranh cãi. Ngày có sự tu bổ sửa chữa hoặc thay đổi ý định vì sự việc đã xảy ra hoàn toàn khác. Không nên quá tin cẩn vào tin tức của người khác đem lại. Tử vi tuổi Bính Thân, thuộc mệnh Hỏa. Chớ nên hấp tấp vội vàng hoặc làm chuyện liều lĩnh khi chưa nắm vững được sự việc, vì còn có nhiều biến chuyển bất ngờ trong ngày, tin tức tốt xấu lẫn lộn. Nên có sự nhu nhuyễn, luồng lách xoay trở khéo léo tránh sự hư hại, được điều này lại mất điều kia. Sự mong cầu về tiền bạc tuy tốt nhưng cũng nên cẩn thận, có sự hao tốn, hư hại. Tử vi tuổi Mậu Thân, thuộc mệnh Thổ. Nếu có tài lộc thì cũng phải có sự hao tán về vui chơi, giao thiệp, không nên ở lâu. Nên cẩn trọng không nên để người khác xen vào chuyện của mình, hãy tự mình giải quyết. Ngày có nhiều sự việc xảy đến, tốt xấu lẫn lộn. Nếu tiến hành công việc thì nên làm cho nhanh, dễ gặp sự phá ngang, bỏ dở, hoặc do tiếp khách, có tin khác. Tử vi tuổi Canh Thân, thuộc mệnh Mộc. Nếu có sự giúp đỡ của quý nhân thì cũng không nên so đo e ngại sự hao tốn, hoặc những việc nhỏ nhặt. Có sự trở ngại chút ít, nhưng cũng phải cố gắng hoàn tất. Không nên bàn tán chỉ gây thêm rắc rối, phiền toái. Có lộc nhỏ hoặc lộc ăn, quà tặng, tin vui. Đã đến lúc cần phải giải quyết những công việc đúng hạn kỳ, theo sự hẹn ước. Có tin xa, hoặc gặp gỡ người thân. Tử vi tuổi Nhâm Thân, thuộc mệnh Kim. Không nên để mình bị lôi cuốn vào những sự việc đang xảy ra gặp trắc trở, khó khăn, cần phải có sự khéo léo mới có kết quả. Nên dùng tình cảm để giải quyết thì hay. Mọi việc chưa đến lúc kết thúc. Đề phòng có những người khác nhúng tay vào chuyện của mình, dễ bị tránh oán, áp lực, hiểu lầm. Tài lộc dễ hao. Tử vi tuổi Dậu. Theo tử vi hàng ngày, thầy tử vi chỉ ra rằng, người tuổi Dậu với kinh nghiệm phong phú dễ nhận được sự thán phục và tin tưởng của mọi người. Dưới sự giúp đỡ của tam hợp, bạn có thể dẫn dắt mọi người đi đến thành công nhờ vào tài chỉ huy và tầm nhìn xa trông rộng của mình. Có điều con giáp này cũng cần phải chú ý đến tính cách hiếu thắng của mình. Trước khi giải quyết việc gì, bạn nên suy tính trước sau kỹ càng, không nên mù quáng lựa chọn những việc nằm quá khả năng chỉ vì muốn chứng tỏ bản thân. Thổ sinh kim, con giáp này có mối nhân duyên tốt đẹp. Bạn và người ấy ngày càng trở nên thấu hiểu nhau hơn. Nếu còn chưa kết hôn, hai bạn đã có thể bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Chắc chắn hai bạn sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người. Tử vi tuổi Ất Dậu, thuộc mệnh Thủy. Mọi việc không nên đương đầu một cách ngang ngửa, cần phải có sự khéo léo, cần đến ý kiến của quý nhân mới có kết quả. Ngày có nhiều tin không tốt, tin buồn về sức khỏe công danh, tài lộc của mình và người thân, bè bạn. Có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng cần đến sửa chữa, mua sắm. Có tin xấu về di chuyển, đi lại. Tử vi tuổi Đinh Dậu, thuộc mệnh Hỏa. Mọi việc thường có sự trắc trở ở buổi ban đầu, nhất là lưu ý đến những công việc cũ. Có sự phiền lòng, bất an trong quan hệ giữa bè bạn, thân nhân, hoặc gặp rủi ro. Có tin buồn, không nên vội vã hoặc lo ngại sự việc sẽ tốt trong vài ngày sắp tới. Sức khỏe không tốt, có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân, hoặc có tiệc tùng. Có tin xấu về đi lại, các phương tiện xe cộ, máy móc, nhà cửa. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thuộc mệnh Thổ. Có quý nhân giúp đỡ, có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân, hoặc có tiệc tùng, đình đám. Có tin xấu về đi lại, di chuyển, các phương tiện xe cộ, máy móc. Mọi việc thường có sự trắc trở ở buổi ban đầu, nhất là lưu ý đến những công việc cũ. Có sự phiền lòng, bất an trong quan hệ giữa bè bạn, thân nhân, hoặc gặp rủi ro. Có tin buồn, không nên vội vã hoặc lo ngại, sự việc sẽ tốt trong vài ngày sắp tới. Sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Tân Dậu, thuộc mệnh Mộc. Có sự dọn dẹp, tu bổ, sửa chữa. Ngày có nhiều việc xảy ra phải lo âu. Tài lộc tuy có nhưng hao tài về giao thiệp, mua sắm. Sức khỏe không tốt, có tin buồn ở xa. Làm việc gì cũng không nên có tính dây dưa sẽ không tốt, không có lợi. Có sự hư hại cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Tử vi tuổi Quý Dậu, thuộc mệnh Kim.
Việc gì dù có gặp trở ngại hoặc khó khăn đến đâu cũng phải làm như đúng hạn định. Tuy nhiên nếu không phải là chuyện quan trọng thì nên để vào một ngày khác. Nên hỏi ý kiến của các bậc quý nhân thân thiết. Ngày có tin xấu, nên cẩn trọng trong việc đi lại, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Có chuyện vui mà mình không thể đi, hoặc chỉ nhận được tin tức. Tài lộc dễ hao. Tử vi tuổi Tuất. Cục diện Sửu Tuất tương hình khiến người tuổi Tuất nói năng quá mức thẳng thắn, chính vì vậy mà bạn có thể sẽ phải nhận lấy nhiều phản ứng trái chiều, cho dù mục đích của bạn có là tốt đi chăng nữa. Hãy chú ý hơn đến cách diễn đạt của mình. Trong công việc, nếu gặp phải trở ngại, bạn không nên đầu hàng ngay lập tức. Nếu nhận thấy vấn đề vượt quá khả năng giải quyết, đừng ngại xin sự trợ giúp từ đồng nghiệp hoặc những người có kinh nghiệm xung quanh. Bởi hành động đó không hề thể hiện bạn là người kém cỏi. Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bạn nên đi về hướng Đông Nam để gặp Hỷ Thần hoặc hướng Tây Bắc để gặp Tài Thần, có như vậy thì mọi việc sẽ được tiến triển thuận lợi hơn. Tử vi tuổi Giáp Tuất, thuộc mệnh Hỏa. Ngày chỉ nên thu vén, sắp xếp lại công việc cũng như về mặt nhân sự, hoặc tu bổ dọn dẹp sửa chữa nhà cửa. Cẩn thận về lời ăn tiếng nói, nêu ý kiến, vì chưa phải là dịp thuận tiện. Đề phòng có người dòm ngó, dèm pha, tài lộc kém, dễ hao. Tử vi tuổi Bính Tuất, thuộc mệnh Thổ. Không nên vướng vào những công việc hoặc tình cảm mà mình không có dính líu, quan hệ. Nếu chính là chuyện của mình thì nên nhẫn nhịn, lấy sự hòa thuận làm đầu để giải quyết, sau mới dùng đến nguyên tắc. Ngoài ra chỉ nên chăm lo đến những công việc hiện tại, hoặc những công việc đã có dự tính. Tài lộc trung bình, có tin buồn. Tử vi tuổi Mậu Tuất, thuộc mệnh Mộc. Việc mong cầu về tài lộc nếu có cũng phải gặp sự trắc trở, rắc rối hoặc phải tiêu hao cho những việc tu bổ, sửa chữa, giao thiệp, hoặc chỉ là tiền vay mượn. Nếu là công việc thì không nên đặt nặng vào những chuyện nhỏ nhặt, tiểu tiết. Nếu không có sự hao tốn thì cũng khó thành công, nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại, hoặc đi xa, ra đi giải quyết công việc. Có người đem đến tin tốt. Tử vi tuổi Canh Tuất, thuộc mệnh Kim. Đến nơi nào cũng không nên ở lâu. Ngày có tin xa, hoặc gặp gỡ người thân, gia đạo có đám tiệc hoặc có sự hội họp, gặp gỡ. Đã đến lúc cần phải giải quyết những công việc đúng kỳ hạn, theo sự hẹn ước, kể cả trong vấn đề tình cảm. Có tin buồn, có khách đến. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thuộc mệnh Thủy. Nếu là công việc thì không nên đặt nặng vào những chuyện nhỏ nhặt, tiểu tiết. Nếu không có sự hao tốn thì cũng khó thành công, nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại, hoặc đi xa, ra đi giải quyết công việc. Có người đem đến tin tốt, việc mong cầu về tài lộc nếu có cũng phải gặp sự trắc trở, rắc rối hoặc phải tiêu hao cho những việc tu bổ, sửa chữa, giao thiệp, hoặc chỉ là tiền vay mượn. Tử vi tuổi Hợi. Chính quan trợ mệnh, người tuổi Hợi sẽ đạt được kết quả lý tưởng nếu tham gia vào các kỳ thi cử hoặc các cuộc tuyển chọn. Chỉ cần nắm vững kiến thức và tin tưởng vào bản thân thì chẳng có thử thách nào bạn không thể vượt qua. Tuy nhiên, người giữ quyền cao chức trọng nên cởi mở hơn trong việc tiếp thu ý kiến của mọi người, đừng cho rằng mình là người lãnh đạo thì không cần phải học hỏi người khác. Chỉ khi mở rộng tư duy, bạn mới tiến xa hơn nữa. Thổ khắc thủy, chuyện tình cảm của bản mệnh và nửa kia không được yên bình. Có thể tất cả những gì bạn đang nghĩ chỉ là hiểu lầm mà thôi. Hãy trò chuyện thẳng thắn với nhau trước khi đưa ra bất cứ phán xét gì. Tử vi tuổi Ất Hợi, thuộc mệnh Hỏa. Ngày không nên toan tính hoặc bày vẽ thêm mọi việc sẽ không có kết quả mà còn gặp sự khó khăn, hao tốn. Ngày gặp chuyện không đâu, không có lợi, chỉ nhận được những tin buồn. Dù có người đến đem lại lợi lộc cho mình cũng phải có sự hao tốn, chia sẻ. Sức khỏe không tốt, có tin xa. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thuộc mệnh Thổ. Cần phải hết sức khéo léo và nhẫn nại, chớ nên nôn nóng khi có nhiều sự đương đầu với những trở lực khó khăn hoặc tâm tình bất an, sức khỏe không tốt. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, quý nhân và có hao tốn. Tuy nhiên cần phải cố gắng giải quyết không nên để qua ngày khác. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, thuộc mệnh Mộc. Nên ra đi giải quyết công việc, không nên bối rối khi gặp những tin không tốt, hoặc cần phải sửa đổi. Ngày có nhiều sự đương đầu với những trở lực khó khăn hoặc tâm tình bất an, sức khỏe không tốt. Có sự gặp gỡ thân nhân,
bè bạn, quý nhân và có hao tốn. Tuy nhiên cần phải cố gắng giải quyết, không nên để qua ngày khác. Tử vi tuổi Tân Hợi, thuộc mệnh kim. Nên giới hạn trong mọi việc giao thiệp, dễ gặp chuyện phiền lòng mà lại hao tốn không có kết quả. Tránh mọi chuyện thị phi, tranh cãi. Cẩn trọng khi đi lại, di chuyển. Nên xem trọng về sức khỏe hoặc cần phải suy nghĩ công lao của mình có được bù đắp xứng đáng hay không. Dễ có chuyện phiền hà, mất mát tình cảm, làm ơn nên oán. Tài lộc dễ có sự hao tốn vì những chuyện không đâu. Tử vi tuổi Quý Hợi, thuộc mệnh thủy. Dù là chuyện không có lợi hay không cần thiết cũng nên ra đi khi nghe tin không tốt của đồng nghiệp, bè bạn, người thân. Không nên mong cầu những chuyện lớn lao đều khó có kết quả, có thể lại hao tốn. Việc như thế nào thì nên làm bình thường. Có tin xa, tài lộc vào ra thất thường. Tránh tranh cãi, bàn chuyện người không tốt. Cảm ơn các bác, cô chú, anh chị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.